Trong hoàn cảnh này nha. Nhiều thứ logo. Đây đi tìm mình. Dạ. Mấy cái buổi năm rồi. Con theo. Bạn ngang nhau mà. Quá nhiều lắm. Đồ không mà toàn trên hai chai nước đây. Bên anh giờ rất thoải mái.
con nó học được chính rồi. Con nhá nhá một số nơi là mình có không giỏi lắm đi chỗ khác mà nếu con chịu khó thời gian thì sẽ đưa được đây cho tầm kiểm soát của mình. Thương quá gỡ không được. Làm thảo thường nha. Nó phải trực tiếp mà nha.